Có hai loại sạc. Một là có thể là mua cái loại sạc đi với laptop này. Thế nhưng mà cái loại này thì là 6A 12V nhưng mà nó ra không có đủ dòng. Cái này là khoảng tầm 115 ngàn. Loại này là cũng ra 12V. Ra 12V và cái này là 20A. Không biết có đủ hay không nhưng mà nó sẽ tốt hơn. Cái này cái đầu jack để cắm vào sạc. Khi cắm nguồn vào thì nó có cái nút chọn tới chọn lui ở đây, nút bắt đầu thì mình bấm qua trái qua phải để chọn program. Mình chọn là sạc pin lipo, pin lipo, enter. Nó có cái nhất là loại là lipo charge. Lipo charge thì mình sạc nhanh, thế nhưng mà cái cell nó sẽ không cân bằng. Nhưng mà để cho pin nó bền thì mình chọn tiếp qua cái mục này là mục lipo balance. Pin của mình là 2002 thì mình sẽ chọn là khoảng 2A là đủ. Bấm enter sẽ nháy. Mình chỉnh cái ampere này lên và xuống ở hai cái nút này. Ví dụ như mình sạc một quả thì mình có thể mình để 2A hoặc là 2,2A đều được. Mình enter thì cái sạc này cho sạc cho 6 cell nên đơn giản là mình có thể tăng cell hoặc giảm cell ở đây. Mình tăng lên 4 cell, 5 cell, 6 cell, nhưng mà pin của mình là pin 3 cell. Đó, mình bấm 3 cell ở đây thôi. Đó, mình enter. Đó, rồi tiếp tục sau đó là mình cắm pin vào. Cắm pin vào mình phải nhớ là cắm đúng cái jack 3 lăng. Cái jack này gọi là jack 3 lăng. Đó, cái jack này cắm vào với pin. Đó, để bắt đầu sạc thì rất đơn giản là mình bấm cái nút start này giữ nguyên. Đó, nó kêu như thế. Và mình phải bấm thêm một cái nữa. Đó, và nó bắt đầu nó sạc. Muốn kiểm tra cell thì mình có thể mình bấm qua nút tới này. Đó, mình sẽ biết được là từng cell một, cell thứ nhất, cell thứ hai, cell thứ ba. Đó. Ví dụ như nếu mà mình không xài trong vòng khoảng 3 ngày thì mình phải xả. Đó, mình stop ở đây. Mình sẽ chọn, đây là đang là lipo, ba lăng là sạc. Mình chọn qua là lipo charge này. Đó, hoặc là mình lùi về. Đó, lipo discharge. Nếu mà trong 3 ngày mà mình không có xài pin thì mình phải cắm vào để mình xả. Xả thì mình bấm cái nút start này và nó cũng khởi động như thế và nó tự động nó xả cho mình.